Tại sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và những kẻ xấu xa? Những người đang khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng kẻ ốm đau mới cần đến. Ta đến không phải để kêu gọi những người tử tế hối lỗi, mà là kẻ có tội.